Mến, vì đại dịch Covid chúng ta sẽ phải dừng việc đến trường, tuy nhiên chúng ta sẽ không dừng việc học. Và cô tin rằng với sản phẩm của bài học ngày hôm nay, các em sẽ có được thời gian thú vị, bổ ích và một sản phẩm rất là đáng yêu trang trí cho góc học tập của mình. Đó là bài xé dán giấy, lọ, hoa và quả. Như các em thấy ở trên màn chiếu, chúng ta có hai bức tranh. Bật mí với các em là bức tranh ở phía bên trái là bức tranh được xé dán bằng giấy, còn bức tranh ở phía bên phải là được ghép bởi những chiếc lá cây khô, và chúng ta thấy rằng là cả hai bức tranh này đều rất sinh động. Như vậy, ngoài nguyên liệu là giấy thì các bạn có thể sử dụng bất cứ nguyên liệu nào để tạo nên bức tranh xé dán của mình. Tuy nhiên, có lẽ giấy là cái phương án mà dễ thực hiện nhất đối với các bạn. Thế và tại sao chúng ta lại dùng từ xé? Như các em thấy này, ở bức tranh bên trái chúng ta thấy khi chúng ta xé thì cái mép xé của chúng ta có những cái đường viền trắng. Và chính những cái đường viền trắng này nó có thể giúp chúng ta tạo hình cho các cái mảng màu của chúng ta, tạo hình cho nhân vật của chúng ta và làm cho bức tranh của chúng ta trở nên sinh động hơn, ngộ nghĩnh hơn, đáng yêu hơn. Ở đây cô có 3 bức tranh để làm ví dụ cho chúng ta. Các em có thể thấy 3 bức tranh này ở trong sách giáo khoa. Thế và để tạo thành cái bức tranh xé dán của mình thì ngoài việc chỉ sử dụng kỹ thuật xé, các bạn có thể sử dụng thêm một số các kỹ thuật khác. Ví dụ như các em có thể làm vò nhăn tờ giấy để tạo cho cái tờ giấy của mình nó có sức biểu cảm khác. Điểm lưu ý thứ hai nữa là để cho bài tranh tĩnh vật của chúng ta nó có chiều sâu về không gian thì các em có thể phân mảng phần nền thành hai mảng, một mảng tường phía sau và một mảng mặt bàn bằng hai màu khác nhau thì sẽ giúp cho bức tranh của chúng ta cũng sẽ sinh động hơn. Điểm thứ ba các bạn cần lưu ý khi các bạn chọn màu giấy. Màu giấy của nhân vật, tức là các mảng màu của nhân vật thì nó nên có sự tương phản với lại màu nền. Ví dụ như hình nhân vật của chúng ta, tức là lọ và hoa là màu đậm thì các em nên để nền màu sáng. Và ngược lại, nếu như nền các em đang để là nền đậm thì lọ và hoa của chúng ta các em nên sử dụng là màu sáng để cho nhân vật của chúng ta nó được nổi bật hơn. Thế và sau đây giới thiệu với các em một số những bức tranh xé dán có độ tinh xảo và cầu kỳ hơn của một số các họa sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một đoạn clip minh họa về cách xé dán một bức tranh lọ, hoa và quả nhé. Thank you.
Thank you.
Bây giờ các em sẽ bắt tay vào thực hành nhé. Các em hãy chọn bất cứ loại vật liệu giấy hoặc vật liệu khác, vật liệu giấy nào mà các em yêu thích để sẽ dán một bức tranh chủ đề lọ, hoa và quả. Chúc các em vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau.